Chào các em, ở các cái buổi học trước thì thầy đã hướng dẫn cho các em cái phương pháp cơ bản về giải phương trình mũ và logarit. Hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái phương pháp, đó là cái phương pháp hàm số để giải cái phương trình mũ và logarit. Các em ghi phương pháp hàm số. Trước khi đi vào phương pháp thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em một số các cái lưu ý. Các em lưu ý như sau. Cái thứ nhất, nếu mà cái phương trình có dạng f(x) bằng a, với a là một hằng số. Trong trường hợp này, nếu f(x) mà đồng biến hoặc là nghịch biến trên cái tập xác định, trên cái miền xác định d của nó, thì khi đó giả sử x thì không là nghiệm của phương trình, tức là f(x) là bằng a, thì ta sẽ kết luận phương trình 1 này, phương trình 1 này sẽ có nghiệm, nhận nghiệm x thì bằng x thì 0 là nghiệm duy nhất. Cái lưu ý thứ hai đó là phương trình có dạng f(x) bằng g(x). Trong trường hợp này thì nếu mà f(x) mà đồng biến hoặc là nghịch biến đồng thời g(x) tương ứng sẽ là nghịch biến hoặc đồng biến trên d. Thầy nhắc lại ở đây, d là cái miền xác định của cái hàm số này, tức là ở đây là tập xác định, đó là d. Trường hợp này các em lưu ý, f(x) mà đồng biến thì g(x) phải là nghịch biến, ngược lại nếu f(x) mà nghịch biến thì g(x) là đồng biến. Đấy là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là f(x) bằng g(x). Tương tự như ở cái lưu ý thứ nhất thì ta sẽ kết luận ngay cái phương trình đã cho, ở đây thầy ký hiệu là phương trình 2, sẽ có nghiệm duy nhất, 2 là có nghiệm duy nhất, thầy viết tắt x sẽ là bằng x thì 0. Đấy là cái lưu ý số 2. Cái lưu ý số 3 đó là fu mà bằng gu. Thầy xin lỗi, cái này fu là bằng fv, trong đó là u và v là thuộc cái miền xác định của cái phương trình. Thì khi đó nếu mà fu, một cái hàm quy luật là fx đồng biến hoặc là nghịch biến trên cái miền d này, thì khi đó ta sẽ suy ra ngay là u là bằng v, tức là cái phương trình sẽ tương đương với u sẽ bằng v. Sau đây là một số các cái ví dụ để minh họa cho cái lưu ý mà thầy vừa ghi cho các em. Ví dụ, cái ví dụ thứ nhất đó là giải phương trình x cộng với 2 lần 3 mũ logarit cơ số 2 của x là bằng 3. Ở cái phương trình này các em nhận xét như sau. Trước khi làm, ta sẽ phải ghi điều kiện xác định, bởi vì đây là có hàm logarit. Vậy ta ghi là điều kiện xác định. Ở đây là điều kiện là x là dương, logarit cơ số a của x thì x phải là dương. Khi đó các em biến đổi, ở đây ta nhận thấy là phương trình này là có chứa cả hàm logarit, có cả đại số. Vậy ta sẽ biến đổi tương đương như sau. Phương trình nhận tương đương với 2 nhân 3 mũ logarit
cơ số 2 của x sẽ là bằng 3 trừ đi x. Đấy. Thế ta sẽ nhận xét nhanh cái hàm ở phía trái. Ta đặt là fx bằng 2 nhân với 3 mũ logarit cơ số 2 của x. Thì dễ dàng thấy ngay là hàm này là hàm đồng biến, bởi vì đây là hệ số a là bằng 2 là dương, còn đây là cơ số của hàm mũ này là 3 là lớn hơn 1, do đó là hàm này đồng biến. Các em có thể kiểm tra chính xác hơn bằng cách là tính đạo hàm và kiểm tra là đạo hàm là f x là lớn hơn không trên cái miền điều kiện là x dương này. Thì cái này là ta sẽ kết luận ngay là cái hàm này là đồng biến. Đấy. Trên D thì là tập xác định của thầy là D là ở đây là điều kiện là x lớn không, tức là D là bằng 0 đến dương vô cùng. Đấy, tức là trên cái miền D này thì hàm này đồng biến. Và cái hàm bên với phải là gx là bằng 3 trừ x này. Các em có thể kiểm tra nhanh cái này là nghịch biến trên D. Ở đây là gx chính là bằng dạng là ax cộng b, mà a là bằng trừ 1, do đó là hàm số này là nghịch biến. Các em cũng có thể kiểm tra bằng cách là tính đạo hàm và kiểm tra xem đạo hàm là nhỏ hơn không. Trên cái miền D này thì ta có nghịch biến. Và nhận xét nhanh ta thấy f1 bằng g1. Thông thường ở với những trường hợp này các em sẽ thay các giá trị là 1, 2, 3 hoặc là cộng 1, cộng 2, cộng 3 hoặc trừ 1, trừ 2, trừ 3 vân vân. Các giá trị đó thì các em nhẩm nghiệm để chứng minh nghiệm duy nhất. Ở đây là thay x bằng 1 à, 1 vào đây. Thầy thay vào cái phương trình đã biến đổi này. 2 trừ đi 1 là bằng 3 trừ 1 bằng 2 này, vế này là bằng 2 này. Thế tiếp tục 1 thay đây là logarit cơ số 2 của 1 bằng 0. 3 mũ 0 là 1, 1 nhân 2 bằng 2, vậy thì f1 bằng g1. Với các điều kiện này là lưu ý số 2 thì các em sẽ kết luận ngay là phương trình là có nghiệm duy nhất x bằng 1. Đấy. Thì đấy là cái ví dụ số 1. Tiếp theo một cái ví dụ số 2. Ví dụ như sau. Trừ 2 mũ x bình phương trừ x cộng với 2 mũ x trừ 1 bằng x trừ đi 1 bình phương. Ở đây các em quan sát là phương trình mũ không cần điều kiện. Đấy. Ở đây ta sẽ thấy này là điều kiện nếu mà tìm sẽ là D là bằng R. Tập xác định sẽ là D bằng R. Bây giờ ta sẽ giải như sau. Cái này tương đương với trừ 2 x bình phương trừ đi x cộng với 2 mũ x trừ đi 1 bằng x bình 2 x cộng 1. Đây là hàng lần thức. Sau đó các em sẽ tương đương với là 2 mũ x trừ đi 1. Ở đây ta sẽ chuyển x sang đằng này là sẽ là một giá trị x là cộng x này trừ 1 này, bằng chuyển cái thằng này sang bên vế phải là sẽ bằng 2 mũ x bình trừ x cộng với x bình trừ x. Đấy, thế các em sẽ nhận xét là cái phương trình mà thầy vừa biến đổi ở đây như thế nào nhỉ? Ở đây là 2 mũ x trừ 1, đây cũng là x trừ 1. Ở đây là 2 mũ x bình trừ x, đây x bình trừ x. Vậy thì ta sẽ có một cái quy luật là 2 mũ t cộng với t thì sẽ cho hai bên đằng này, thì hai vế phải và vế trái ta sẽ áp dụng cái lưu ý số 3. Ở đây ta sẽ xét cái hàm số, xét hàm y bằng fx là bằng 2 mũ x cộng với x. Thì dễ dàng thấy ngay là hàm này là các em kiểm tra nhanh là hàm này là hàm đồng biến trên R. Đấy. Và áp dụng cái lưu ý số 3 này thì các em sẽ có ngay là x trừ 1 sẽ bằng x bình trừ x. Đấy là phương trình sẽ tương đương tiếp là gì nhỉ? Phương trình sẽ là x trừ 1 sẽ là bằng x bình trừ x. Cái này sẽ tương đương với x bình trừ 2x cộng 1 bằng 0 và tương đương với x xì bằng 1. Vậy thoải mái đề bài và kết luận phương trình là có nghiệm x bằng 1. Và một số cái lưu ý nữa, ở đây là thầy sẽ đưa ra cho các em hai cái ví dụ để minh họa cho các cái lưu ý về cái phương pháp hàm số này. Ngoài ra có một cái số các cái phương trình ở dạng đặc biệt là cái phương trình
thì chẳng hạn như các cái cơ số nó khác nhau, các em có thể là biến đổi cái cơ số đó thông qua nhau, nhưng ở đây lại không biến đổi được chẳng hạn. Ví dụ như là cơ số 2 và cơ số 8, thì cơ số 8 em có thể chuyển thành 2 mũ 3 thì là sẽ đưa về cùng cơ số 2, hoặc là ở đây là 3 và 27 chẳng hạn, thì 27 các em sẽ biến đổi bằng 3 mũ 3. Vậy thì cái cơ số 3 này với cơ số 27 này có thể chuyển cùng với cơ số 3. Tuy nhiên trong một số trường hợp các cái cơ số mà nó khác nhau ấy mà không thể chuyển qua cho nhau được, chẳng hạn như là số 2 và số 9 này chẳng hạn không chuyển qua cho nhau được, thì các em sẽ dùng cái phương pháp là đàn phụ và đưa về cái hàm mũ, tức là cái phương trình dạng phương trình mũ, và sau đó sẽ áp dụng cái phương pháp hàm số này như bình thường. Ở đây thầy sẽ lấy một cái ví dụ để minh họa cái vấn đề này. Cái ví dụ tiếp theo đó là logarit cơ số 7 của x bằng logarit cơ số 3 căn bậc 2 của x cộng với 2. Đấy. Thì đối với cái phương trình này các em quan sát như sau này. Đầu tiên ta đặt điều kiện, là điều kiện là x là sao? X là dương đúng không? Logarit cơ số 7 của x là x dương này, và khi x đã dương rồi thì x căn x cộng 2 cũng sẽ dương. Vậy ta chỉ cần điều kiện chung của phương trình là x là dương. Tuy nhiên các em sẽ nhận xét như sau này. Ở đây cơ số là 7 đây cơ số là 3 sẽ không chuyển qua cho nhau được. Giả sử như đây là 9 chẳng hạn, hoặc là 27 hay 281 thì em sẽ chuyển về cơ số 3 được. Nhưng đây không được, vậy ta sẽ dùng đặt đàn phụ. Ta sẽ đặt là T sẽ là bằng logarit cơ số 7 của x, và từ đây các em suy ra là x sẽ là bằng 7 mũ T, và các em sẽ thay vào đây là phương trình trở thành là logarit cơ số 7 của x bằng T, thì đây là thay bằng T này, bằng này logarit cơ số 3 của đây là căn x, mà đây là x bằng 7 mũ T, thì đây là căn của 7 mũ T cộng với 2. Đấy, thì cái này sẽ tiếp tục tương đương với căn bậc 2 của 7 mũ T sẽ bằng T bằng 7 mũ T trên 2, hay là 1 phần 2 T, hay là căn 7 đi, căn 7 mũ T ra ngoài này cộng với 2 sẽ là bằng 3 mũ T. Đấy. Khi đó các em chia cả hai vế cho 3 mũ T, thì cái này sẽ tương đương với cái này sẽ được là căn 7 trên 3 mũ T cộng với 2 trên 3 mũ T sẽ là bằng 1. Ở đây các em nhận xét ngay cái hàm ở vế trái này là hàm nghịch biến, và ta sẽ nhẩm ra nghiệm, chẳng hạn như ra nghiệm ở đây là bằng 2 xem nào. Hàm bằng 2 thì cái này là 7 phần 9 này, cái này bằng 2 nữa là 2 phần 9 là cộng vào đúng bằng 1. Vậy thì các em nhận xét ngay là cái này, xét cái vế trái này là hàm gì? Hàm nghịch biến nhé, thầy viết tắt này, hàm nghịch biến này. Và ta có T, ta nhẩm là T là bằng 2 là nghiệm. Vậy thì ta sẽ kết luận theo cái lưu ý, ba cái lưu ý của thầy ở kia, thì các em sẽ kết luận ngay nhanh cho thầy là T sẽ là bằng 2 là nghiệm duy nhất, là nghiệm duy nhất của phương trình này. Và khi T bằng 2 rồi các em lại nắp ngược trở lại đây, thì suy ra là gì nhỉ? Logarit cơ số 7 của x là bằng 2, thì là x tương đương với x sẽ là bằng 49. Thì hôm nay là thầy sẽ hướng dẫn cho các em các cái phương trình mũ logarit bằng cái phương pháp hàm số, thì các em về sẽ đào sâu thêm cho thầy cái phần này để củng cố. Chúc các em thành công, chào tạm biệt các em.